ông à, mau tỉnh lại đi mà, đồ ông bị chị cướp bởi vì bọn xấu xa. Ông có còn thừa chiếc váy nào không ạ? Vội đi nên mang có mỗi chiếc kia, vậy còn có đồ nào thì mau mang ra đây. Con chỉ còn đồ mặc hàng ngày thôi ông ơi. Vậy thì để ta xem với. Đồ mặc từ lâu sao trông tươi màu và mới vậy con. Chiếc áo ta mang mới mua mà sù lông mất rồi. Vì từ bao lâu nay con dùng cách này. Hay nhảy. Màu vẫn rất tươi, vai bền theo tháng năm. Đặt đồ ra đây hai ta phôi lại bộ mới cùng nhau. Khoác áo blazer thêm đôi giày và mang mũ vào. Đồ cũ lâu ngày giờ lại trông tươi mới. Vui quá ông ơi. Hai chúng mình